bây giờ không có lý do gì để mình không chào đón ngay những vị khách mời đó, những chàng trai của Vlog của 977. Xin mời. Chào năm mới. Chào anh. Chào anh chị ạ. Năm mới trường quay Alo Tết cũng vui đây này, tự nhiên được chào đón hai kênh YouTube mà hot, trời ơi là hot luôn. Có một cái này, bây giờ thử thách đầu tiên dành cho nhóm Vlog 1977 là không thể nào đơn giản được. Bây giờ sẽ là một lời chúc sáng tạo của từng thành viên mà nói làm sao theo đúng cái gọi là cái vai phong của mình ấy, đúng cái vai phong luôn. Cách của mình ấy. Chúc anh trong vai ông giáo. Miếng trầu nó là đầu câu chuyện. Ấy thế nhưng mà tôi đến trường quay thì VTV lại lấy thử thách ra để làm đầu câu chuyện. Nhưng không sao. Tôi vẫn mong rằng tất cả chúng ta sẽ có một năm mới thật an khang, thịnh vượng và luôn luôn gặp những điều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Yeah. Ông giáo đây à? Việt Anh nè, lão hả? Hôm nay nhân dịp được lên chương trình Alo Tết năm Tân Sửu, tôi xin chúc quý vị khán giả một năm mới khỏe như trâu và chạy nhanh như ngựa. Bây giờ mới có này. Có này, có này. Tân trong hai cậu vàng chúc sao? Không đùa chứ Tân thực ra còn nhiều vai khác mà đúng không Tân? Go 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 go. Chúc mọi người cùng đi lên, cùng đi lên. Thế này thì phải nói thêm lên, thế này. Thực ra thì Văn Tân thì có vai ở trong những cái vở diễn, trong những cái đoạn clip. Phải trốn đi thôi A Phục. Ở đây thì chết mất. Ta cười khi để mặt mộc còn hơn khóc với đôi môi đang đánh son giờ. Người lồng tiếng thì theo như là tôi nhớ là không phải Tân đúng không? Dạ vâng. Là ai nhỉ? Chủ yếu là anh Việt Anh và anh Trung Anh. Chúc khán giả một câu bằng vai nữ. Ai ôi. Giọng nữ thì em phải vận nội công để tiêu biến một số cái bộ phận. À quên, tiêu biến một cái. Vì thế này. Một số cái cái chất nam đi. Tại vì thế này, có nhiều khán giả bảo là chắc là giọng nữ là các bạn ấy bóp tiếng đấy. Hoặc là dùng những cái hiệu ứng âm thanh. Bây giờ mình chứng minh là không phải như thế đi. Cũng bóp một tí, bóp một mồm. Năm mới em xin chúc toàn thể anh chị ở trong chương trình Alo Tết và xin chúc ẩm thực mẹ làm cũng như là toàn bộ quý vị khán giả một năm mới dồi dào sức khỏe, mạnh khỏe, ok. Trời ơi, đây là mị của tôi đây nè. Thế bây giờ đến lượt bọn em đúng rồi. Đối tại chưa? Bây giờ vẫn để cho Tân chúc bình thường nhá. Tân đại diện nhóm gửi tới khán giả một lời chúc Tết nào. Chúc mọi người năm mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ và ủng hộ bọn em cũng như là ẩm thực mẹ làm. Thực ra nghe giọng của Tân là mọi người thấy lạ lẫm nhất, tại vì ít lên sóng nhất đúng không? Vâng. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái xu hướng mà làm nên tên tuổi hai kênh YouTube ở đây. Với Vlog 1977 thì ai cũng thấy đó là về cái nguồn cảm hứng từ văn học Việt Nam, nó đã truyền đến các bạn như thế nào? Em nghĩ là có hai cái nguyên do chính nhất. Đầu tiên thì là văn học, nó là cái gần nhất, cái điểm chung nhất giữa bọn em với cả khán giả. Những cái ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường được học những tác phẩm văn học mà gọi là kinh điển của các tác gia nổi tiếng. Mình mượn cái cầu nối đấy bởi vì nó ngắn nhất để mình tiến đến gần hơn với khán giả. Đó là cái lý do đầu tiên. Còn cái lý do thứ hai đấy chính là ở những tác phẩm cũ ngày xưa, những cái tác phẩm kinh điển đó thì những cái giá trị của nó vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Khi mà người ta phê phán những cái thói hư tật xấu thì đến bây giờ cái đớn đau của tác giả nó vẫn còn tồn tại. Chỉ phần nào đấy là nó đã biến chuyển theo một cái hình hài khác thôi. Với hai lý do đấy bọn em đã sử dụng những chất liệu văn học để bọn em sản xuất những cái tập phim của bọn em. Đó là những cái thành công rực rỡ mà các bạn đã đạt được trong thời gian vừa qua. Thế còn định hướng cho năm 2021 thì sao? Định hướng trong năm 2021 thì bọn em muốn bọn em phải đa dạng hơn nữa. Bọn em có thể tự làm ra những nội dung khác. Nói chung là cho khán giả thêm được nhiều món ăn hơn là chỉ đơn giản, chỉ gói gọn ở trong văn học. Bọn em cũng có thể muốn làm những tập như kiểu là phóng sự chẳng hạn, mang phong cách của ngày xưa, như kiểu là những tập ký sự về những thói hư tật xấu hay là những cái điều đang hot ở trên mạng xã hội, làm theo những phong cách khác. Nhưng mà đó vẫn đang là kế hoạch đúng không? Hay là các bạn đã thực sự bắt đầu? Bọn em cũng thực sự bắt đầu bằng công việc nói nó ra rồi đấy. Chính xác. Mình ít nhất là mình phải nghĩ đến nó, nói đúng. Ra nó. Đúng rồi. Nhưng mà quyết tâm thì mình mới dám làm chứ. Đúng rồi. Cái này đúng, cái này là rất đúng luôn quý vị.